Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết các rối loạn học tập ở trẻ ngày càng gia tăng nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức, từ đó dẫn đến việc trẻ bỏ học vì kết quả học tập không tốt hoặc có thêm các vấn đề về tâm lý hệ lụy từ rối loạn học tập. Thống kê cho thấy, phổ biến nhất là rối loạn đọc, chiếm 80% những người được xác định có khuyết tật học tập, còn rối loạn tính toán thường xảy ra ở 5-8% trẻ. 53% trẻ em bị khuyết tật đọc cũng bị khuyết tật toán học. Thực tế, các trường hợp bị rối loạn học tập đang có chiều hướng gia tăng nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Khi mà mình tập trung, tức là mình giảng bài cho con ở nhà đấy, kiểm tra học tập của con, mình tự nhiên thấy con khi đọc hay ngập ngừng này, hay đọc có vấn đề về cứ hay bỏ chữ, bỏ câu, bỏ từ chẳng hạn. Hoặc giả khi con tính toán thì hay bỏ tính phép tính hay bị xóa đi xóa lại này. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trẻ chỉ được phát hiện rối loạn học tập khi tới khám các tình trạng khác như trầm cảm, lo lắng, rối loạn về cảm xúc. Một trong những nguyên nhân mà có thể làm cho bố mẹ chủ quan, thứ ba là thờ ơ và thứ tư là coi thường, được thôi kệ, cho rằng là đến lớp một lớp này lớp kia nó sẽ đỡ, thì cái đấy cũng là một trong những quan niệm không đúng. Đang nói rối loạn học tập có thể để lại nhiều ảnh hưởng lâu dài. Ngoài lứa tuổi trẻ em thì có thể kéo dài đến lứa tuổi vị thành niên và thậm chí có thể gặp ở người trưởng thành, và có thể ảnh hưởng đến sau này thì những cái rối loạn khác nó có thể gọi là đồng bệnh lý thứ phát sau đó. Ví dụ như là những cái rối loạn được nội tâm hóa, ví dụ như các rối loạn về trầm cảm, các rối loạn về lo âu, các rối loạn liên quan đến stress. Các bậc phụ huynh cần quan sát con em mình, nếu thấy con gặp bất thường trong đọc, viết hay tính toán kéo dài thì nên đưa con đi khám để được can thiệp sớm. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách, hiện nay đã có nhiều đơn vị kêu gọi ủng hộ tặng quà cho thương bệnh binh, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật kém may mắn. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt Đức đã cùng hợp tác với các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quyên góp sản phẩm của đơn vị thành những phần quà Tết có ý nghĩa để trao cho thương bệnh binh, những người đã hy sinh một phần xương máu của mình để chúng ta có cuộc sống hòa bình hôm nay. Phần quà ý nghĩa đó còn được trao cho các cháu khuyết tật, hộ gia đình nghèo, góp phần cho họ có một cái Tết đầm ấm hơn. Những món quà tuy chưa thể làm cho cái Tết của mỗi gia đình thực sự đầy đủ, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm mà cộng đồng dành cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tết nhờ đó mà thêm ấm áp, trọn vẹn để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón năm mới an lành, hạnh phúc. Ngày 26 tháng 1, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã về thăm chúc Tết tại Hà Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong năm 2023. Đến thăm chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn đơn vị, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức cho cán bộ và nhân dân vui xuân đón Tết vui tươi phấn khởi, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Cần Thơ lại háo hức, mừng vui khi được đón cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ về cùng vui xuân. Năm nay, Tết quân dân được đơn vị và địa phương chuẩn bị chu đáo, ấm áp, nghĩa tình tại huyện Phong Điền. Đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo ban tổ chức, Tết quân dân năm nay được tổ chức hai đợt. Đợt 1, xuất quân thực hiện các công trình từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2023. Đợt 2 gồm các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 13 đến 16 tháng Chạp âm lịch, với nhiều nội dung phong phú như giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, thi gói bánh tét, trang trí trái cây nghệ thuật, biểu diễn võ thuật.
Cùng với các hoạt động sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày giáp Tết, ban tổ chức tập trung vào thực hiện chính sách, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, tặng học bổng, tặng xe đạp cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn. Được biết, đây là năm thứ 18, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ tổ chức Tết quân dân trên địa bàn đóng quân. Ngày 26 tháng 1 tại tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024. Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024, dành tặng 450 phần quà, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, hỗ trợ vé xe 300.000 đồng và một túi quà trị giá 200.000 đồng cho 450 người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, tạo điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón xuân vui tươi, ấm áp. Thông tin mới nhất liên quan đến các cá thể chuột túi được tìm thấy ở Cao Bằng. Mới đây, các cán bộ thuộc Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi và hỗ trợ tài chính cho trung tâm. Theo chia sẻ của chuyên gia thuộc trung tâm, mặc dù hai con đã chết sau một thời gian ủ bệnh, hai con còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới. Đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã đến thăm trung tâm, đề nghị hỗ trợ tài chính để trung tâm tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với các nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã.